về công chúa Cristina de Borbon của Tây Ban Nha và chồng của bà vướng phải cáo buộc trốn thuế và rửa tiền. Mới đây, Tòa án Tây Ban Nha vừa cho biết đang xem xét giảm tội rửa tiền cho đôi vợ chồng hoàng gia này. Theo Tòa án Tây Ban Nha, công chúa Cristina de Borbon có thể bị buộc tội trốn thuế. Nhưng đối với tội danh rửa tiền liên quan đến hoạt động kinh doanh của chồng bà, hình phạt đối với công chúa có thể sẽ được giảm nhẹ. Đây là vụ bê bối liên quan đến hoàng gia Tây Ban Nha gây chấn động dư luận. Người dân nước này tỏ ra bất bình trước thông tin từ tòa. Đó là hoàng gia mà, họ có thể được giảm nhẹ tội. Đây chẳng phải là chuyện gì mới. Công lý không phải lúc nào cũng được thực thi cho tất cả mọi người. Người dân Tây Ban Nha muốn thấy công lý được thực thi. Cứ đọc báo thì biết, thật khó mà tin được rằng công chúa không biết gì về công chuyện làm ăn của chồng mình. Sắp tới, công chúa sẽ phải trình diện trước tòa để phản hồi các cáo buộc và phán quyết của tòa. Nếu công chúa bị tòa phán xét, đây sẽ là vụ án chưa từng có tiền lệ đối với nền quân chủ lập hiến Tây Ban Nha.